Dạ rồi, song song bên cạnh đó thì tất cả các người đẹp anh chị em chúng em sẽ nào có phục vụ của chú anh chị mình qua vòng lợi mới với giá tiền vẫn như cũ là 20.000 đồng cho mỗi một phần lá thế. Kính mong của chú anh chị mình sẽ ủng hộ chúng em qua từng vòng lợi, những vòng lợi cuối cùng nha. Dạ rồi, vòng lợi 2499 2499 có trên bạn này. Con số gì khi qua? Con số 16. 16 có 1. Số 5. Số 5 có 2. 31. 31 có 3. 48. Dạ, 48 hộp lệ. Dạ rồi, hộp lệ. Xin chúc mừng anh trai nha. Tiến lên cái đó nhận lời. Dạ, quá. Rồi, cái gì ơi, vòng loại vừa qua nó không còn giá trị nữa ha. Thì bên trên chỉ còn đôi ba vòng loại nữa thôi. Thì chúng em xin kết thúc buổi lô tô số tối đêm nay của đoàn lễ chào mừng Quốc Khánh. Thì ngay từ bây giờ của chú anh chị mình nhớ tham gia vòng loại mới giùm em với mệnh giá rẻ rẻ chỉ có 20.000 đồng nha quý vị ơi. Và ngày mai là chương trình Hồ Quảng Cải Lương. Đoàn chúng em sẽ phục vụ của chú anh chị mình vào lúc 6:30 thì có suốt chị mình hãy đến đây thật sớm để mình có những cái ghế thật là đẹp mình ngồi để mình xem cho trọn vẹn chương trình của ngày mai, chương trình Hồ Quảng Cải Lương với sự góp mặt của hai danh ca đang nổi tiếng hiện nay là giống cô Nam Mỹ Châu và cái là giống cô Thanh Kim Huệ, chắc chắn sẽ đưa đến những cái tiết mục mà làm mãn nhãn quý vị cũng như là hài lòng quý vị vào ngày mai. Và bên cạnh đó thì những thành viên của đoàn cũng sẽ có những cái tiết mục sẽ gửi đến tất cả quý vị mình vào ngày mai. Cô chú chị mình nhớ đến thật sớm để ủng hộ cho đoàn cũng như là ủng hộ cho tất cả các anh chị em vào ngày mai nha quý vị nhé. Và ngay từ bây giờ cô chú chị mình nhớ ngay từ giờ này ai chưa có lá đế trên tay thì đứng ngồi tại chỗ nhấc nhẹ một ngón tay lên để bên trên chúng em thấy được điều động tất cả các người đẹp đến để phục vụ của chú anh chị mình qua những vòng loại cuối cùng này nha. Cô chú anh chị mình từ đầu giờ tới giờ cho may mắn thì những vòng loại cuối cùng là hy vọng là cô chú anh chị mình sẽ có quà của đoàn ô tô Sài Gòn Cần Thơ mang về nha. Và quý vị ơi, những tờ lá vé của chú anh chị mình giờ từ đầu giờ tới giờ chưa có trúng thưởng, quay ra đằng sau ghi cái tên kèm theo số điện thoại giùm em để mình bỏ vào cái thùng may mắn này. Cuối giờ sẽ có chương trình bốc thăm may mắn và hai phong bao lì xì của đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời sẽ gửi đến tất cả quý vị mình, cũng thay cho lời cảm ơn của tất cả quý vị mình đã ngồi đến cuối giờ cùng đoàn ô tô Sài Gòn trong buổi tối đêm hôm nay. Và ngay từ bây giờ của chú anh chị mình đã có lá vé một loại này hướng mắt vào sáng chuẩn bị giờ số. Mày kỳ đây, mày kỳ đây, mày kỳ ra. Mày kỳ đây, mày kỳ đây, mày kỳ đây. Mày kỳ đây, mày kỳ đây, mày kỳ đây. Xin trả lại ngày xưa. Ôi nghe tan nát tâm hồn. Bao nhiêu áng mây trôi. Cành lá ngày ấy. Giờ đã phai màu con mười sáu. Con mười sáu không mười sáu. Con 16 đầu tiên con 16 con 16 sao chị ra mày chị đây sao chị ra mày chị đây thôi chị quỳ con 16 mấy chị ra mày chị đây bắt kim tang cà răng xin lớn một quả kẹo là kẹo qua một năm mười một con 16 con 16 mày gì đây con 16 con 16 giờ tôi biết mày gì ra ba gì đây ở làng bên có một người con gái giấu con trai gặp phải người chồng sai nhậu lại đây nó đi ra dài dài để nhậu cho tay về nằm nhớ tầm dài 32 là mình đã có số gì ra con gì đang sống chết mà nàng gái mồ côi lấy đâu nghe cằn hiu nó bèn đi hỏi nhảy đầu mà không ưng cái con ốp mà ở sau lưng nghe nó kêu là kêu cách nó kêu là kêu cách tiểu ưng nó đi cho rồi nó đi cho rồi cái bầu chờ ai chứ ai chờ bầu bầu chờ sáng nay gì mà không an
38 sao chị đây mày, chị đây cái gì đây mày, chị đây mày, chị đây chúc sinh nè, chúc sinh, chúc sinh qua luôn số gì đây mày, chị đây thấy chị đây tấm theo lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào mày ơi, tấm theo lý tưởng của em và của anh đâu đâu nào mày ơi, tấm theo lý tưởng đó bên dưới bàn dưới bàn tình không ai mà yêu bằng mình, thì ta đứng nhìn một đàn con sinh nè. 29 mấy gì đây à? Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây? Giàu ơi thì sao nó đành tâm, tình yêu ban đầu giàu đã quên. Thương ai trước đây ra ngọc quý, không nhiều nữa thôi sao nó tình yêu khổ đau. 59 còn 59 năm gì nữa đây, năm gì nữa đây, năm gì đây, heo mẹ heo con cũng nhau ăn cam. 58 còn 58 mấy gì đây, số gì ra mấy gì đây, mấy gì ra mấy gì đây, mấy gì ra nhảy với ai không? Giống con quần, con nhái không?